Sáng 7 tháng 12, kỳ họp thứ 13, kỳ họp cuối năm Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 bước vào phiên làm rõ các vấn đề đại biểu đặt ra về tình hình kinh tế xã hội. Trước ý kiến đại biểu băn khoăn về việc kiểm tra nồng độ cồn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an Thành phố đã thông tin làm rõ. Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong năm qua, lực lượng chức năng trên địa bàn đã tăng cường kiểm soát vấn đề sử dụng rượu bia, ma túy khi tham gia giao thông trên địa bàn. Những đợt cao điểm mang lại kết quả khi thành phố đã kéo giảm 99 người chết trong năm. Trong việc kiểm tra nồng độ cồn, tất cả những lần kiểm tra, công an đều dùng đầu thổi riêng. Việc kiểm tra cũng có chương trình kế hoạch không gây ùn tắc và xáo trộn về trật tự an toàn giao thông, Phó Giám đốc Công an thành phố nhấn mạnh. Thiếu tướng Trần Đức Tài thông tin thêm, kể từ năm 2017, số vụ và số nạn nhân của tai nạn giao thông trên địa bàn đã được kéo giảm liên tục từ năm 2017 đến nay. Tuy nhiên, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa thể hài lòng với kết quả này. Mỗi năm, 600 sinh mạng con người trên địa bàn đã mất vì tai nạn giao thông. Thiếu tướng Trần Đức Tài bày tỏ mong rằng người dân chấp hành nghiêm chỉnh quy định khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn tính mạng cho chính mình và xã hội. Tại phiên thảo luận tổ chiều 6 tháng 12, đại biểu Lê Minh Đức, Phó Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố bày tỏ băn khoăn trước lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện kiểm tra nồng độ cồn cả ngày lẫn đêm. Đại biểu nhìn nhận, việc cảnh sát giao thông tăng cường ra quân kiểm soát nồng độ cồn thời gian qua được đa số người dân trên địa bàn đồng tình. Các lực lượng đang góp phần kéo giảm số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn. Tuy nhiên, vị đại biểu này cho biết vẫn còn một số ý kiến bày tỏ lo ngại trước phương pháp giám sát nồng độ cồn cả ngày lẫn đêm của lực lượng chức năng như vừa qua. Đại biểu Lê Minh Đức nêu quan điểm, việc đo nồng độ cồn cả ngày lẫn đêm thay vì chỉ ban đêm có phần gây xáo trộn cuộc sống của người dân. Bởi có trường hợp buổi tối tiệc tùng đến sáng ra vẫn còn nồng độ cồn trong máu, dù người đó tỉnh táo, đủ năng lực lái xe đi làm. Việc kiểm tra nồng độ cồn như vậy có mang đến lợi ích xã hội như mong muốn hay gây xáo trộn cho các hoạt động? Do đó, Phó Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố đề xuất các cơ quan chức năng cần tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể hơn cho người dân về vấn đề kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông. Trước đó, tại hội nghị Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng hôm 2 tháng 12, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho biết, gần đây ông nhận được nhiều thông tin phản ánh về chủ trương kiểm tra nồng độ cồn. Bí thư Thành ủy cho rằng, thành phố tăng cường kiểm soát nồng độ cồn là thực hiện chủ trương đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, hạn chế tối đa tai nạn. Tuy nhiên, phải kiểm tra cách làm việc hiện nay đã ổn chưa để điều chỉnh cho phù hợp với tiếng vọng của người dân. Bí thư Thành ủy thành phố nói, đồng chí Nam, tức Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hồng Nam, nói cái này Bộ Công an cũng đã thấy, cũng tổ chức hội nghị và sẽ có rút kinh nghiệm phù hợp. Nếu không, chúng ta làm một việc nhưng ảnh hưởng những cái khác cũng rất khó khăn. Ngày 5 tháng 12, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân 2024. Trong công điện, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy. Tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông như vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ quy định, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, không nhường đường cho xe ưu tiên đi vào làn dừng khẩn cấp. Ngăn chặn các vụ đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng, vi phạm khi qua đường ngang, chở quá vạch dấu mớn nước an toàn, phương tiện không đăng ký, đăng kiểm, không bảo đảm an toàn kỹ thuật. Phối hợp bảo đảm an toàn giao thông tại bến khách ngang sông, bến tàu khách du lịch, các tuyến luồng đường thủy, nhất là các tuyến vận tải hành khách từ bờ ra đảo, các tuyến sông và vùng nước có tổ chức lễ hội. Đối với Bộ Giao thông Vận tải, Thủ tướng yêu cầu chỉ đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc, các sở giao thông vận tải và các đơn vị kinh doanh vận tải có phương án bảo đảm năng lực vận tải, chất lượng và an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa, nhất là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường bộ, đường thủy và đường hàng không trong dịp nghỉ Tết. Bảo đảm hệ thống thu phí điện tử không dừng, hoạt động thông suốt, không để xảy ra ùn tắc giao thông tại các trạm thu phí, phối hợp với các cơ quan liên quan, không để xảy ra ùn tắc tại các trạm thu phí cảng hàng không. Khẩn trương hoàn thành nâng cấp, sửa chữa, bảo trì các tuyến giao thông trọng điểm trong đô thị và trả lại lòng đường phục vụ nhân dân đi lại, hoàn thành một tuần trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Đồng thời có phương án tổ chức, điều tiết, phân luồng giao thông, kịp thời giải tỏa, không để phát sinh ùn tắc kéo dài khi có sự cố, tai nạn giao thông, nhất là thời điểm trước và ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán trên các tuyến trục chính ra vào nội đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, các tuyến kết nối đến nhà ga, sân bay, bến cảng và khu vực tổ chức lễ hội xuân.